đến đây, đến đây. Anh có ma lực, tà lực. Dạ phải. Dạ. Khi anh còn nhỏ, có một linh người nam, nam nhi đã nhập vào anh. Đúng vậy, đúng vậy hả? Thưa người của Đức Chúa Trời. Anh không có người phụ nữ nào ngoại trừ đàn ông. Dạ đúng vậy. Sự giải cứu đang tiếp diễn. Khi mục sư TV Joshua cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Anh ấy được tự do. Vào cuối giờ thờ phượng ngày Chủ nhật, trong lúc một sư TV chót xua cầu nguyện cho đám đông, người đàn ông trẻ này đã ói mửa và được hoàn toàn được tự do. Trong danh Chúa Giêsu Christ, vinh hiển quy thuộc về Chúa Trời. Amen. Yes. Emmanuel. Emmanuel. Quiero dar gracias a Dios. El domingo pasado, el profeta TV Joshua, mi nombre es Marcelo Maldonado, vengo de Argentina, a Buenos Aires. Tengo 29 años y estudio abogacía en Argentina. Anh ấy nói tên tôi là Marcelo, đến từ Argentina, 29 tuổi. Tôi đến đây để cảm tạ ơn Chúa Trời. El domingo pasado el profeta TV Joshua oró por mí. El momento de la oración él profetizó acerca que un espíritu de hombre había entrado en mí. Từng rồi mục sư TV Joshua đã cầu nguyện và nói tiên tri và anh nói rằng có một linh người nam đã nhập vào anh lúc khi anh còn rất trẻ. Él preguntó si era pastor, si era algo predicador, si antes lo era. Mục sư hỏi tôi rằng có phải tôi đã từng giảng đạo không? Tôi trả lời rằng phải, tôi đã từng giảng đạo trước đó. Anh ấy nói rằng tôi lớn lên trong một gia đình cơ đốc nhân tin kính Chúa. Cha mẹ tôi và cậu chú bác tôi đều là mục sư. Khi tôi vào 5 tuổi, thì có một người nam trong gia đình đã hãm hiếp tôi. Anh ấy nói rằng kể từ đó, cái linh này đã nhập vào tôi và làm đời sống tôi đau khổ. Anh ấy mất hết tất cả tình cảm đối với người khác phái và bắt đầu có tình cảm đối với người nam giống như anh. El sexo masculino. He said, from that moment, this spirit entered him and his life became suffering. He lost any affection for the opposite sex and just began to feel affection for men like him. A la edad de los 12 años, tuve mi primera relación con un hombre mayor que yo. When he was 12 years old, he had his first sexual tuổi, relationship with a man who was older than him. Ăn nằm với một người đàn ông đầu tiên. Ningún afecto hacia el sexo. Anh ấy nói tôi không có một chút tình cảm nào dành cho người khác phái. He said he didn't feel any affection towards the female sex. Mientras crecía. Anh ấy nói rằng trong lúc này đây anh ấy lớn lên trong nhà thờ và còn giảng đạo trong nhà thờ nữa, nhưng anh ấy cảm thấy rất là tội lỗi, mặc cảm về tội lỗi và có sự gì đó đấu tranh ở trong lòng của mình. In the church, but he felt so guilty and there was always a struggle inside of him.
Pensé que para mi problema no había una solución. Pensé que no había. Anh ấy nói rằng anh đã cố gắng tự giải thoát khỏi tà linh này, nhưng đã không làm được. Anh ấy nói anh ấy đã cầu nguyện, đã đọc kinh thánh, đã đi nhiều nhà thờ khác nhau, nhưng vẫn không tìm được giải đáp, không nhận được sự tự do khỏi cái tà linh này. Decidí apartarme totalmente de la iglesia. Decidí no. Anh ấy nói rằng tới cái mức tồi tệ nhất mà anh đã phải quyết định bỏ đi nhà thờ. Anh ấy quyết định đi vào tham gia vào những công việc của thế gian, bắt đầu uống rượu, uống thuốc men, đi disco, đi nhảy đầm và đến các câu lạc bộ. He decided to go into the world. He started drinking, taking drugs, going to discos, going to clubs. Empecé en la facultad donde yo estudié, la universidad de abogacía. Anh ấy nói anh ấy học luật ở tại một trường đại học. Nơi đó gặp một người trai trẻ mà anh bắt đầu say đắm. Và để cám dỗ người đó, anh ấy đã lên trên Internet, trên mạng để nhận quyền lực của ma quỷ, nhận ma lực để hầu cám dỗ người trai trẻ đó. And in order to seduce him, he decided to go to the Internet to get evil powers to be able to seduce him. Esos poderes hizo un pacto con un espíritu llamado. Nhưng mục sư T.B. Joshua đã nói tiên tri về tôi rằng tôi có ma lực, có tà lực. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi đã lên trên mạng và lập một hiệp ước, một giao ước với thằng Eros, là một thằng tình yêu, tình dục. Và sau đó tôi đã nhận được quyền lực, quyền năng, quyền lực ở trong con mắt và môi miệng để cám dỗ, để quyến rũ, và trong tâm trí để điều khiển người khác. And in his mouth to seduce, and power in his mind to control. Una vez estando en el en un bus viniendo. Quyền lực này ban cho anh có khả năng quyến rũ, cám dỗ người đàn ông. Và khi anh bắt đầu sử dụng quyền năng này, thì đàn ông bắt đầu đi theo anh, và anh cũng bắt đầu kết nạp họ vào, thủ giáo họ vào, và ăn nằm ngủ chung với họ. He said that these powers gave him that ability to seduce men, and as soon as he started using them, men would follow him and he would initiate them and sleep with them. Okay, let me ask my friend, how are you feel after the prayer? Okay, để tôi hỏi bạn của tôi, anh cảm thấy thế nào sau khi được cầu nguyện? Anh có thể kể lại kinh nghiệm chuyện gì xảy ra sau khi được cầu nguyện không? Cuando el profeta me llamó, me dijo levántate, automáticamente comencé a sentir como que mis piernas. Khi mục sư tiên tri cầu nguyện cho tôi, tôi có cảm giác như mình đang đi ở trên không khí. Chân của tôi không có đụng đất. Tôi có cảm giác như bị giật điện toàn thân. He said that when the prophet prayed for me, he felt as if he was walking on the air, but his feet were not on the ground. He felt like an electric shock came through his body. Después de la oración del profeta, sentí como una gran. Bây giờ sau khi cầu nguyện, tà linh đó đã rời khỏi tôi vĩnh viễn. Now he says that after the prayer, that spirit has left him forever. Okay. You also help the sister. After that prayer. Okay, hãy giúp chúng tôi. Sau khi cầu nguyện, anh
cảm giác như thế nào, cái cảm giác đối với người đàn ông hay là cái cảm giác trong lòng như thế nào. ¿Qué está pasando en tu vida después de que el profeta TV yo lloró por ti, ese deseo por las personas de tu mismo sexo? ¿Qué ha pasado en tu vida después de que el hombre de Dios lloró por ti? Después de que el hombre de Dios lloró por mí, anh ấy nói rằng sau khi cầu nguyện, tôi không còn có cảm giác hướng về những người đàn ông nữa. Và bây giờ khi tôi gặp những người phụ nữ, tôi có cảm thấy và nhận thấy rằng họ rất là đẹp. He said that after the prayer, now he doesn't feel that affection for men. Now when he sees women, he can appreciate that they're beautiful. Okay, now you are now... Wait. Anyone can say, thank you, Jesus. Ai cũng có thể cảm ơn Chúa trước khi sự cầu nguyện, nhưng không có nhiều người cảm tạ ơn Chúa sau khi sự cầu nguyện. Vì mỗi người muốn biết cái công hiệu, cái hiệu lực, cái kết quả. Câu hỏi. Anh ấy rất cảm kích giá trị của người phụ nữ. Và bây giờ anh ấy nhìn người đàn ông như người đàn ông. Có nghĩa là có phải anh không còn sự ham muốn người đàn ông? Sau khi cầu nguyện, khi tôi gặp người đàn ông, tôi không còn bị lôi cuốn, thu hút nữa. Tôi đã tìm thấy một sư TV Joshua ở trên YouTube và biết rằng cái linh này là một tà linh. Điều này không bình thường để bị thu hút đến với phái nam. He said that after the prayer, now he can see a man and he doesn't feel that attraction towards them like before. And he said that he discovered Prophet TB Joshua on YouTube. Sau khi cầu nguyện, tôi không còn bị thu hút. Was actually an evil spirit. It wasn't normal to feel that attraction for men. Hoy no siento ningún afecto hacia el sexo masculino. No me atrae por completo. Bây giờ sau khi cầu nguyện, tôi nhìn đàn ông và không có cảm giác bị lôi cuốn về tình dục nữa. Bây giờ anh có cảm kích, cảm nghĩ gì về phụ nữ? Pues hoy miro las mujeres y son bonitas, bellas. Estuve viendo y son bellas. I know it's a difficult question. Just answer it in any way. Tôi biết đây là câu hỏi rất khó. Anh ấy nói bây giờ khi anh nhìn phụ nữ, anh cảm thấy họ rất là đẹp. Ở các phụ nữ hãy vỗ tay. Well, this is Jesus for you. Đây là Chúa Giêsu cho các bạn. Bạn có thể khuyên, có lời khuyên gì cho những người ở thế giới biết? Esto es algo espiritual. Las cosas espirituales. Lời khuyên của tôi là đây là một vấn đề liên quan đến thế giới tâm linh, thuộc linh. Cho nên chúng ta phải giải quyết nó bằng tâm linh. Và điều đó có nghĩa là sự giải cứu. No es normal, es algo espiritual. Y las cosas del espíritu se solucionan con el espíritu. Con el espíritu. He said that his advice is that this problem is a spiritual problem. Therefore, it needs a spiritual solution. The people that are suffering from this same spirit that he had, that the answer is for them to receive a spiritual solution, which is deliverance. Love for Jesus.
Vỗ tay cho Chúa Giêsu. You are free, you are completely free within you. Bây giờ anh đã hoàn toàn được tự do, có phải không? Từ bên trong ra ngoài. Amen. Sí, totalmente libre en el nombre de Jesús. Amen. Tôi đã hoàn toàn được tự do. Thank you, Lord. Give thanks to God. Give thanks to God. Wave your hand. Trong danh của Đấng Jesus Christ. This is it. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Với Chúa Trời, mọi sự đều có thể làm được. Nếu bạn không làm được, không có nghĩa là Chúa Trời không làm được. Nó tùy theo dung lượng đức tin của các bạn. Dung lượng, sức chứa đựng, khả năng có thể tin.